Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ đọc truyện dài kỳ lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Thứ Nữ Hữu Độc của tác giả Tần Giản. Qua sự diễn đọc của Totoro-chan, hãy để lại comment cảm xúc để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 180. Nguyên Dục bỏ mạng. Nguyên Dục hồn hển từ trong phủ Quách gia đi ra. Hắn thậm chí còn không thèm hỏi tới Vĩnh Ninh công chúa có muốn cùng hắn trở về hay không. Tới lúc Lý Vị Ương tự mình tiễn Vĩnh Ninh công chúa xuất phủ, nhác đã không thấy bóng Nguyên Dục đâu nữa. Vĩnh Ninh công chúa tự giễu cười cười nói: "Lần này bất cứ giá nào ta cũng đã giúp ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." Lý Vị Ương cười cười, nói: "Công chúa, ta đã khi nào làm cho người phải thất vọng chưa đây?" Vĩnh Ninh nhìn nàng chằm chằm, từ từ thở ra nhẹ nhõm, trên mặt mang một chút đăm chiêu nói: "Hôm nay, người đi nước cờ này quả thực là quá mạo hiểm." Lý Vị Ương chỉ nhìn nàng tươi cười thực bình thường, nàng đương nhiên biết hôm nay mình đã quá mạo hiểm. Nhưng ở Việt Tây này, Nguyên Dục hay bất kỳ người nào khác cũng có thể làm bại lộ thân phận của nàng. Đến khi đó, nàng mới tìm cách che giấu thì chỉ càng thêm khó khăn. Mọi việc chủ động xuất kích, biến bị động thành chính động, đây mới là đạo lý tự vệ. Đương nhiên, làm như vậy đích thực là có thể giải trừ đi hậu hoạn khi bị người khác nhận ra, thì đồng thời cũng sẽ mang lại một chút phiền toái. Tỷ như, hiện tại Bùi Hoàng hậu nhất định là đã biết hết thảy mọi việc, nhận định sẽ theo dõi hành động của nàng. Nhưng như vậy thì có làm sao đâu. Chỉ có bây giờ có thể đứng vững gót chân, sau này mới có thể nói tới báo thù rửa hận. Nàng không thể nào cả đời ẩm nút không gặp người. Nàng cần phải làm cho tất cả mọi người ở Quách gia tiếp nhận nàng mới có thể thi triển nước cờ sau này được. Vĩnh Ninh công chúa lên xe ngựa vẫn không quên nhìn nàng dặn dò: "Ngươi đừng quên chúng ta đã ước định." Lý Vị Ương bật cười nói: "Đương nhiên ta sẽ không quên. Chỉ cần bây giờ ngươi dựa theo tất cả những gì ta nói mà tiến hành là được." Vĩnh Ninh trên mặt tươi cười hiện theo một tia cổ quái. Đấy là lẽ đương nhiên. Sau đó, nàng phân phó phu xe, thúc ngựa chạy về Yến Vương Phủ. Tiễn bước Vĩnh Ninh công chúa xong, Lý Vị Ương đang đường quay lại Yến Hội, thì nhìn thấy Quách Trừng đã đứng đợi trên bậc thềm vào, nở nụ cười như không cười, nhìn nàng. Lý Vị Ương mỉm cười: "Tam ca không đi chào hỏi khách nhân, lại chạy tới đây làm gì đây?" Quách Trừng nhìn nàng, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Muội muội này trên người hẳn là chứa rất nhiều bí mật, đầu tiên là cùng Vĩnh Ninh công chúa quen thuộc, sau đó lại bị Nguyên Dục chỉ chứng, rõ ràng hiện tại nàng là nghĩa nữ của Thái hậu Đại Lịch, dưỡng nữ của Lý thừa tướng, thân phận thật sự như vậy khiến cho người ta cảm thấy quá kinh hoàng rồi." Hắn vốn cảm thấy nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân tầm thường bị phụ thân tìm đến để nịnh nọt mẫu thân hắn. Giờ thấy, quả thực là hắn đã sai lầm rồi. Không riêng gì hắn sai, có lẽ ngay cả phụ thân hắn đều sai rồi. Phụ thân hắn đến tìm người thiếu nữ này, mục đích nàng tiến vào Quách gia, nhất định không hề đơn thuần. Giờ phút này, ánh mắt của nàng rất sâu, như một miệng giếng cổ nhìn không thấy đáy, phẳng phất là màu đen nhánh như màn đêm, trong nháy mắt ủ rột, cơ hồ khiến người đối diện hít thở không thông. Hắn nhịn không được ý nghĩ, người thiếu nữ này, nàng đến Việt Tây để làm gì? Nàng rõ ràng đã có thân phận quận chúa tại Đại Lịch, lại vứt bỏ tất cả để tới nơi này. Không riêng như thế, nàng năm nay cũng đã đầy 18 tuổi. Việt Tây và Đại Lịch phong tục bất đồng. Ở Việt Tây, nữ tử quý tộc đều rất được chiều chuộng, dòng dõi càng cao thì lại càng bắt bẻ. Đến tuổi này bình thường mới bắt đầu tìm kiếm lang quân như ý. Cái này cũng không hề kỳ quái. Nhưng như hắn được biết, tại Đại Lịch, những nữ nhi 14-15 tuổi cũng đã bắt đầu tìm kiếm hôn sự. Chỉ có gia đình vô cùng nghèo khó, không có của hồi môn, hoặc có các cô nương bị các loại bệnh không tiện nói ra, mới tới 18 tuổi còn không xuất giá. Như vậy, nữ nhi trước mặt này rốt cuộc thuộc về loại nào đây? Hắn cứ như vậy mà nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng lại không chút kinh hoàng. Dưới ánh mặt trời, da thịt của nàng trong suốt tựa như bạch ngọc. Người thiếu nữ này cũng là mỹ nhân, nhưng không phải là loại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, mà chính là khi nào đó
mà nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, người sẽ có một loại cảm giác rất huyền bí, diệu kỳ. Nhìn nàng, Quách Trừng liền nghĩ tới các nữ hài nhi khác trong nhà mình, ví dụ như hai biểu muội của nhị cô hắn, Quách Thực, từ nhỏ đã được Trần Lưu công chúa nghiêm khắc huấn luyện, cho nên nàng cũng như vậy mà dạy bảo hai biểu muội. Mời quản giáo ma ma nghiêm khắc nhất trong cung tới dạy bảo nàng. Từ lúc hai biểu muội còn rất nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, yêu cầu cười không lộ răng, đi không lộ chân, cho nên việc Hàn Lâm Nhu Uyển, Hàn Cầm Hoạt Bát, nhưng hai người họ nhiều năm liền chịu sự huấn luyện, dáng vẻ vẫn thập phần tiêu chuẩn, ít nhất từ trước tới giờ Quách Trừng cho là như vậy. Có thể là lúc hắn sánh bước cạnh Lý Vị Ương, nàng bước đi chậm rãi, làn váy không chút nào phiêu đãng. Hắn không thể không tin những lời của Vĩnh Ninh công chúa đã nói trên yến hội kia. Vị muội muội này xác thực là được nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc cực kỳ nghiêm khắc. Không, chỉ sợ không phải chỉ là như vậy. Nàng giơ tay nhấc chân, không những biểu lộ ra sự giáo dưỡng của gia đình tôn quý, còn mang theo một loại dáng vẻ quý tộc trời sinh, so với hai biểu muội kia của mình thì còn hoàn mỹ hơn nhiều. Người thực sự là An Bình quận chúa. Quách Trường không tự chủ được bỗng thốt ra một câu. Lý Vị Ương nghiêng đầu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Tươi cười này lại giống như ánh sáng, lập tức làm khuôn mặt nàng thêm rực rỡ. Hôm nay không phải Vĩnh Ninh công chúa đã nói rất rõ ràng sao? Tam ca người không có nghe thấy ư? Quách Trường thở dài một hơi thật sâu nói. Đúng vậy, ta quả thực là đã nghe rất rõ, chỉ là ta vẫn cảm thấy khó có thể tin được chuyện này. Ngươi vốn đã là người có xuất thân hiển hách thế gia, về sao lại muốn bỏ hết mà rời khỏi đại lịch như vậy? Trong đó ta nghĩ nhất định là có nguyên nhân gì đó rất trọng đại. Lý Vị Ương ngừng bước, quay lại nhìn Quách Trừng, khẩu khí vẫn bình thường chậm rãi nói. Tam ca, người thật sự là một người rất thông minh, cho nên muội khuyên người nên tránh hỏi lại vấn đề này. Người nói đúng, rời khỏi đại lịch, ta sẽ không còn là An Bình quận chúa, cũng không còn được hưởng vinh hoa phú quý ở Lý gia, chỉ là ở Lý gia kia đã không còn chỗ cho ta dung thân. Quách Trường kinh ngạc nhìn nàng, thực sự không hiểu nàng nói như vậy là nguyên cớ làm sao, cái gì mà Lý gia đã không còn chỗ cho nàng dung thân. Lý Vị Ương không hề kiêng dè ánh mắt đó của hắn. Có những chuyện mà Vĩnh Ninh công chúa sẽ không nói ra, cũng không dám nói rõ. Ta vốn là tại Lý gia, là một nữ nhi sinh vào tháng 2, nên liên tục bị phụ thân chán ghét. Bởi vì là thứ xuất, cho nên vốn cũng luôn bị đại tỷ cùng đại phu nhân gây khó dễ. Bởi vì ta không chịu nghe lời làm đá kê chân cho Lý gia, càng không chịu để cho đại phu nhân lợi dụng, cho nên bọn họ khắp nơi gây khó xử với ta. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi mới rời đại lịch mà tới Việt Tây sao? Quách Trường nghe vậy liền suy đoán. Lý Vị Ương mỉm cười một chút nói, không, hôm nay đại phu nhân cùng đại tỷ, cùng tất cả những người đối nghịch với ta, tất cả đều đã chết hết rồi. Sự tình như vậy chỉ cần điều tra thêm một chút là có thể tìm được chân tướng. Lý Vị Ương cũng không ngần ngại nói cho Quách Trường biết. Quách Trường kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương. Nàng nói những lời này là có ý gì? Cái gì mà tất cả những người đối địch với nàng đều đã chết? Bởi vì nàng sao? Nàng là muốn báo cho hắn biết nàng thật sự không phải một người nhân từ nương tay hay sao? Chẳng lẽ nàng không biết nói như vậy sẽ làm hắn cảm thấy nàng thật đáng sợ? Vạn nhất hắn sinh ra tâm phòng bị nàng, hoặc tìm cách đuổi nàng ra khỏi Quách gia, nàng không cần nhắc tới hậu quả như vậy hay sao? Lý Vị Ương cũng không cần để ý hắn nghĩ như thế nào, nàng chỉ là trần thuật sự thật. Nhân vô thương hổ, ta sẽ không tự nhiên bày mưu hại người, cho nên bọn họ có kết cục như bây giờ, tất cả là tại họ đã gieo gió gặt bão cùng người vô view. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, những hành động của ta đối với mọi người xem như là cay nghiệt lạnh lùng, không đủ khoan dung, cho nên ta không được Lý gia tiếp nhận, lại càng không được những hào môn đại tộc hoan nghênh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến hôm nay ta đứng ở đây. Quách Trường bật cười nói, cái này cũng tính là giải thích sao? Lý Vị Ương gật đầu nói, ta đã cho người một giải thích hợp lý, về phần người có tin hay không, ta không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Quách Trường bên môi thoáng hiện lên vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói, ta thích người thành thật. Nếu như hôm nay người lựa chọn lừa gạt ta, nói cái gì tìm chuyện người thân ma quỷ kia, ta sẽ tìm mọi biện pháp để đuổi người ra ngoài, bởi vì ta sẽ không cho phép xảy ra việc gì nguy hại tới mẫu thân tồn tại. Nhưng người như vậy lại thành thực, ta cũng có thể nói rõ ràng với ngươi rằng, chỉ cần mục đích của ngươi,
Không nguy hại gì đối với Quách gia, ta sẽ chấp nhận ngươi là muội muội. Lý Vị Ương mỉm cười, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn nói, ngươi chấp nhận hay là không chấp nhận đều không có ảnh hưởng tới ta cũng không để ý tới việc đó. Nếu ngươi không tin, đại khái là có thể thử tìm cách đuổi ta ra ngoài xem. Quách Trừng trong nháy mắt tức cười, nha đầu này đúng là người giả hoạt. Rõ ràng đã nhìn hắn miệng cọp gian thỏ, mẫu thân đối với nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ. Nếu hắn muốn đuổi nàng đi, chỉ sợ chính hắn cũng bị mẫu thân lột tới từng lớp da. Nàng rõ ràng đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình, đâu chỉ là thông minh, quả thực là giả hoạt đa đoan. Hắn vừa muốn mở miệng, lại trông thấy Quách phu nhân vội vàng chạy tới, lập tức bắt được tay của Lý Vị Ương, vội vã nói, Gia Nhi, con chạy đi nơi nào vậy? Nương tìm con khắp nơi. Nhìn xem, hắn rõ ràng đang đứng ngay bên cạnh nàng, thế nhưng mẫu thân lại như là không nhìn thấy hắn. Quả thực hắn hoài nghi, mình có phải hay không mới chính là người nhặt được ở bên ngoài. Không, không riêng gì hắn, đại khái là cả hắn cùng bốn vị huynh đệ kia cũng đều là nương nhặt được ở bên ngoài, cho nên trong đầu của nương vĩnh viễn chỉ có tiểu muội này. Hắn căn bản hoàn toàn là vô hình, chính là vô hình suốt 20 năm nay. Quách Trường lắc đầu, thở dài một tiếng. Quả nhiên, Quách phu nhân căn bản là nhìn không thấy hắn, chỉ lo nói chuyện với Lý Vị Ương. Vừa rồi trên yến hội có rất nhiều người, nương đã quên không nói với con. Hôm qua ta đã thu nạp một ít nha đầu mới, trong đó có rất nhiều nha đầu cơ trí lại thông minh. Nương, trong viện của muội muội nha đầu chỉ cần hầu hạ nàng cơm nước cũng đã có 7-8 người, những việc bưng trà đổ nước cũng đã hơn 20 người, sân cũng không lớn như vậy, nếu còn nhiều hơn nữa thì sẽ phải chồng chất lên nóc nhà mất. Quách Trừng trong lòng mỏi nhừ, miệng cũng mỏi nhừ, giọng nói lại càng thêm chua lè. Quách phu nhân sững sờ, lúc này mới chú ý tới hắn, trong miệng ghét bỏ nói, người như thế nào lại đứng ở chỗ này, còn không đi chào hỏi khách nhân hay sao? Quách Trường nhìn mẫu thân, cười làm lành nói, nương, không phải là con đang cùng muội muội đang nói chuyện tâm sự hay sao? Quách phu nhân giống như là xua ruồi, đuổi hắn nói, tốt lắm, những vị khách quý của chúng ta đều đang muốn xuất phát trở về rồi, ngươi đi đưa tiễn bọn họ đi. Ta và muội muội của ngươi còn muốn bàn bạc thêm một chút về nha đầu trong viện của muội muội ngươi. Lý Vị Ương vội vàng nói, nương, Liên Diệp và Liên Ngẫu cũng rất tốt, quả thực không cần thiết phải thêm người nữa. Quách phu nhân lại lắc lắc đầu nói, cái gì cũng rất tốt, hai cái người đó đều có điểm ngốc nghếch, còn không bằng nhà đầu Triệu Nguyệt bên cạnh con. Chẳng qua, Triệu Nguyệt cũng không khá hơn chút nào, tay chân vụng về. Lần trước chính mắt ta nhìn thấy, nàng ta vừa quay người lên đánh rơi chọn một bộ trà cụ. Nhà đầu đó võ công thì cao cường, để cho nàng ở bên cạnh. Chuyên tâm bảo vệ con đi, còn về phần nhà đầu hầu hạ thì hãy để mẫu thân lựa chọn. Lý Vị Ương bật cười, Triệu Nguyệt vốn chính là vũ đao làm kiếm nhân, để nàng bưng trà đổ nước quả thật không thích hợp. Ba ngày nay xuống dưới đều là như mầm họa, làm cho Quách phu nhân không khỏi trong lòng run sợ. Nàng nhìn Quách Trường một cái, mỉm cười nói, nương, trong viện thật sự đúng là đã có đủ rất nhiều người rồi, thật sự là cũng không còn chỗ nữa. Quách phu nhân nói, đúng vậy, quả thực là nhiều lắm. Quách Trường vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nghe thấy Quách phu nhân vỗ cằm một cái, cười nói, nhưng cũng không có vấn đề gì, hôm nào ta đem sân nhỏ của con xây dựng thêm một chút nữa là được. Nương, sân nhỏ của muội muội ngoại trừ ngoại tổ mẫu thì đã là lớn nhất nhà rồi, ngay cả chính ốc so với nàng còn kém hơn, người còn muốn xây dựng thêm sao? Việc này truyền ra ngoài thật sự sẽ làm cho người khác chê cười mất. Thế gia đại tộc, dù là đào một cái giếng cũng phải nói quy củ. Lý Vị Ương là vãn bối, nhưng sân nhỏ lại là lớn nhất và hoa lệ nhất. Mẫu thân còn mở khố phòng, đem đồ vật trong đó giống như nước chảy mây trôi chuyển tới bên sân vườn của Lý Vị Ương, làm cho Quách Trừng là đại nam nhân nhìn thấy trong lòng cũng đều chua xót. Quách Trừng vừa muốn tiếp tục kháng nghị, lại nghe thấy Quách phu nhân nói, sân của muội muội ngươi còn chưa đủ đâu, có thể đem rừng hoa mai trước phòng kia phá đi. Đúng, chú ý này thật là tốt, rừng hoa mai phá đi rồi sau đó một nửa làm hậu hoa viên cho muội muội, một nửa thì dựng thêm 4-5 gian nhà ở cho bọn nhà đầu mới. Quách phu nhân càng nói càng hứng khởi, con mắt đều tỏa sáng, hiển nhiên là cảm thấy chú ý này vô cùng tuyệt vời. Nương, rừng hoa mai kia là nơi con và tứ đệ luyện công và đánh cờ, muội muội rõ ràng là bảo bối trong lòng của mẫu thân, bọn họ trước kia đều đứng sang bên cạnh, hiện tại ngay cả nơi luyện
Công chơi cờ của hắn cũng đều muốn chuyển giao luôn cho muội muội. Đây quả thực là... Quách Trường nhẹ giọng ho khan một tiếng. Quách phu nhân oán trách nhìn hắn một cái. Không có việc gì, ra ngoài luyện công đánh cờ sao? Tuổi cũng đã lớn rồi, còn muốn cùng muội muội ngươi tranh đoạt, thật là không có mặt mũi. Nghe được bốn chữ không có mặt mũi, Quách Trường như tan nát cõi lòng. Hắn bi thương nhìn Quách phu nhân nói, nương, con ban đầu cho rằng mình không phải do người thân sinh, hiện tại xem ra không chỉ không phải do người thân sinh, mà quả thực là do người đem từ nhà kẻ thù không đội trời chung mang về nuôi dưỡng mới phải. Quách phu nhân lườm hắn một cái, đưa tay lên làm hiệu đập vào trán hắn nói, còn ở đó nói hiêu nói vượn gì, năm huynh đệ trong nhà ngươi là người tâm nhãn nhiều nhất, đừng có mà ở đây nói nhảm nữa, lập tức trở về thu dọn hoa mai lâm kia cho sạch sẽ. Quách Trường mở to hai mắt nhìn Quách phu nhân, lại nhìn giang vẻ mặt đang tươi cười của Lý Vị Ương, thầm nghĩ nàng ta rõ ràng đang cố ý thị uy với mình, nói cho mình biết nàng ở trong lòng mẫu thân địa vị vô cùng trọng yếu. Hắn hiện tại đã bắt đầu hiểu được Lý Vị Ương chẳng những là một nhân vật lợi hại, hơn nữa xuất thân mang thù, không thể dễ dàng đắc tội. Lý Vị Ương làm như không thấy ánh mắt của hắn, ngược lại mỉm cười nói, nương, huy động nhân lực như vậy thật sự là không tốt đâu. Nữ nhi thật sự không cần nhiều nha đầu như vậy hầu hạ, cũng không cần sảnh vườn lớn như vậy, thực sự không cần thêm phiền phức. Quách phu nhân đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mai đang bị gió làm rối loạn của nàng, cười nói, hài tử ngốc, đây làm sao có thể coi là lao sư động chúng, ngắn thì 5 ngày, lâu là nửa tháng, nương sẽ tìm những người giỏi tay nghề nhất đến cải tạo hoa viên cho con. Đúng rồi, con thích hoa gì? À không, dứt khoát cất một gian nhà ấm để trồng hoa, đem tất cả các loài hoa con thích trồng ở đó, như vậy lúc nào con cũng có thể đi thưởng thức. Quách Trường ha một tiếng nói, nương, người cũng thật là thiên vị. Lý Vị Ương nhìn Quách Trường một cái cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dắt tay Quách phu nhân nói, nương, con thật sự không muốn xây dựng thêm sân vườn, không riêng gì sợ phải huy động lực lượng, chủ yếu là con thích sự thanh tĩnh, thêm nhiều nha đầu người đến người đi rất ồn ào, tới lúc con muốn yên lặng để xem một cuốn sách cũng rất khó khăn. Quách phu nhân sững sờ nói, thật sao, không phải là con sợ phiền toái chứ? Lý Vị Ương trịnh trọng lắc đầu nói, thật sự không phải mà. Quách phu nhân suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn sang Quách Trường một cái, nói, vậy cũng tốt, như vậy thì giữ lại hoa mai lâm của ngươi đi. Một bộ ngữ khí bố thí nói, bất quá. Quách Trường cơ hồ im bặt, mau chóng nói, nương, con phải đi rồi, người trăm ngàn lần đừng nghĩ ra chuyện gì nữa. Quách phu nhân còn muốn mở miệng, đã thấy Quách Trường giống như là dưới chân đạp trúng đám mây, chạy trối chết thật xa. Quách phu nhân kinh ngạc nói, này, hắn như thế nào? Ta còn chưa nói xong mà hắn đã chạy đi mất rồi. Lý Vị Ương chậm rãi nói, đại khái là vì tam ca không bỏ được hoa mai lâm của ca đi. Quách phu nhân kinh ngạc, nhìn con mình trong chốc lát đã không thấy bóng dáng tăm hơi, thật sự là không thể lý giải được. Bà lẩm bẩm trong miệng, năm đứa nhỏ này, trên thực tế tam ca nó khi còn bé mới là người già dặn nhất. Có thể là do ta nghĩ mãi cũng không thể hiểu được rõ ràng hồi bé nó đáng yêu như vậy, sao lúc trưởng thành lại xảo trá như thế đây. Lý Vị Ương nhìn gò má ôn nhuận của Quách phu nhân, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Những đứa nhỏ đều đã lớn lên, trong lúc trưởng thành đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nếu người không lưu tâm đã bỏ qua những chuyện xưa đó. Quách phu nhân vẫn là luôn đau khổ tìm kiếm nữ nhi đã mất tích của mình, đối với 5 người con còn lại thì cũng mặc kệ, cho nên hôm nay hắn mới như vậy mà cảm thấy buồn bực. Trong lòng nàng bỗng chốc hơi nhũn ra, nàng bất giác nắm chặt tay của Quách phu nhân. Hai bàn tay này ôn nhu như vậy, kiên định như vậy, chỉ có nương mới có thể có đôi bàn tay như thế. Cách đó không xa, Tề Quốc Công Quách Tố nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, một bên Quách Đạo lại thở dài nói, phụ thân, con luôn cảm thấy mục đích muội muội lần này trở về không hề đơn giản. Trong nhà này hoàn toàn tin tưởng Lý Vị Ương chính là Quách gia. Ngoài mẫu thân cùng hai người chị dâu, chỉ còn lại Trần Lưu công chúa. Với mấy người huynh đệ trong nhà, đơn giản là trong lòng họ đều hiểu rõ. Chỉ là tầng lớp cửa sổ như thế, ai cũng không muốn xuyên phá. Bởi vì mấy người bọn họ đều rất thông minh đến mức, mặc dù họ biết có chỗ không đúng, cũng không muốn đi nghi vấn chất vấn gì, càng thêm không muốn phá hư giấc mộng còn sót lại của Quách phu nhân. Quách Tố cười cười, đúng là không đơn giản, nhưng ta nghĩ nàng đối với Quách gia không có ác ý.
Phụ thân có thể tin tưởng nàng sao? Quách Đạo khóe miệng hơi nhướng lên, nở một nụ cười lười nhác trên khóe môi, hỏi. Lễ Quốc Công nhìn Lý Vị Ương trên mặt tươi cười nói, nàng ta là một cô nương thông minh, nếu không như thế lần đầu tiên gặp mặt nàng, đại khái có thể làm bộ như mình chính là Quách gia chân chính để nói chuyện với chúng ta. Nếu đúng là nàng thật sự làm như vậy, người mới đầu sẽ tin nàng, nhưng tới lúc ngạc nhiên mừng rỡ qua đi rồi, nhất định sẽ đi kiểm chứng. Đến lúc đó nàng sẽ bại lộ thân phận thật sự. Thứ hai, nàng sẽ bị mọi người nhận định rằng nàng là một người tham mộ hư vinh, cố ý lừa dối mọi người, không khác gì kẻ lừa đảo. Cứ như vậy Quách gia nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Quách Đạo phân tích một cách chuẩn xác. Tể Quốc Công gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta mới nói nàng thật sự là một cô gái hết sức thông minh. Nàng đem tâm tư của ta, của mẫu thân ngươi đều xem thấu, bao gồm cả việc hôm nay Yến Vương vạch trần thân phận thật sự của nàng. Nàng cũng có thể phản thủ vi công, làm cho Nguyên Dục kia muối mặt rời đi. Quách Đạo ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Lý Vị Ương đằng xa kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nàng tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đầu óc không thua kém nam nhân một chút nào, có thể nói là hiếm có. Nhưng con không hiểu, phụ thân cái gì cũng biết, vì sao vẫn còn muốn giúp đỡ nàng đây? Đúng vậy, ta là vì cái gì mà còn muốn giúp đỡ nàng đây? Quách Tố mỉm cười nói, ngươi nhìn xem, mẫu thân ngươi đã thực sự vui vẻ cỡ nào. Quách Đạo đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt của Quách phu nhân. Sau đó hắn lại nghe thấy phụ thân nói, mẫu thân ngươi đã có hơn 10 năm không thể vui vẻ như vậy. Quách gia là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ai mới có thể khiến mẫu thân ngươi cảm thấy hào hứng như thế. Con đương nhiên biết điểm này, nhưng phụ thân vì sao không hề lo lắng nữ nhi này tiến vào Quách gia sẽ mang tới cho Quách gia một tương lai không thể phỏng đoán được đây? Quách Đạo nhất châm kiến huyết nói. Quách Tố cười, quay đầu lại nhìn con trai, người sợ sao? Quách Đạo cười nhạo một tiếng nói, sợ? Con làm sao có thể sợ? Sau đó hắn đột nhiên lại không cười nữa, bởi vì hắn đã hiểu ý tứ của Tề Quốc Công. Trước mắt xem ra, Lý Vị Ương mục đích chính là muốn nhờ lực lượng của Quách gia để giúp nàng làm một ít chuyện. Nhưng bất kể là cái gì, Quách gia cũng đều không sợ, bởi vì bọn họ có đủ thực lực. Chính là gia tộc cường hãn, sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Cho nên mặc kệ Lý Vị Ương có mục đích gì đều không quan trọng. Ở trong mắt Tề Quốc Công mà nói, chỉ cần nàng có thể làm cho Quách phu nhân cứ như vậy trên mặt luôn tươi cười, hắn sẽ vì như vậy mà không tiếc bất cứ chuyện gì. Quách Đạo thở dài một hơi, người nhà Quách gia chung quy lại trong xương cốt đều có một loại si tình. Phụ thân qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố một mình mẫu thân, bên cạnh thậm chí cũng không có một người nào, không có một lần thị tẩm, thị thiếp hay là nhà đầu. Việc này truyền đi chắc sẽ có rất nhiều người không thể tin tưởng được, nhưng trong nhà mỗi người đều biết đó là sự thật. Giống như phụ thân hắn yêu sâu đậm mẫu thân, hai người ca ca của hắn cùng chị dâu cũng thập phần ân ái, chẳng những cự tuyệt những người khác đưa tới cửa những thị thiếp xinh đẹp, thậm chí ngay cả nhà đầu trong phòng đều phái ra ngoài hết. Thậm chí bởi vậy trên lưng úy thê thanh danh, hắn không thích những thứ tình cảm như vậy. Không, phải nói là hắn chán ghét tất cả những thứ tình cảm đó. Như vậy mà nhất kiến si tình, thậm chí không để ý tới hậu quả. Có lẽ cũng bởi vì Quách Đạo xem ra lý trí và tình yêu là hai việc hoàn toàn trái ngược, không được phép tồn tại cùng nhau. Cho nên hắn tình nguyện cả đời này cà lơ vất vơ sống qua ngày, cũng không muốn yêu người nào, bởi vì nó mà biến thành một cái đầu đất. Lúc này Quách phu nhân đã nhìn thấy Tề Quốc Công, mỉm cười phất phất tay. Tề Quốc Công lập tức sải bước nghênh đón. Lý Vị Ương đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, khuôn mặt ôn nhu. Nhìn thấy gương mặt này, Quách Đạo một lần nữa thở dài. Hắn thật sự không biết Lý Vị Ương xuất hiện sẽ đem đến cho Quách gia vốn dĩ yên bình những sóng gió gì. Lúc này Yến Vương Nguyên Dục hổn hển tới bên Tây Nam Môn, sau đó hướng tới Hoàng Cung. Hắn có thể chạy tới giải thích cho Bùi Hoàng Hậu thân phận của Lý Vị Ương kia. Nhưng Bùi Hoàng Hậu tai mắt trải rộng khắp Việt Tây, hôm nay trên yến hội kia nhiều người như vậy, chỉ sợ tin tức đã sớm chuyển tới tai. Chính mình lại trông mong đi qua, truyền lại một tin tức vô dụng như vậy, ngược lại sẽ càng làm cho Bùi Hậu chán ghét. Trước đây, khi một cứ điểm của Bùi Hậu ở Đại Lịch bị hủy, hắn đã không còn được bà ta tín nhiệm và trọng dụng như ngày trước. Ngay cả tới Ung Văn Thái Tử cũng bắt đầu bất hòa với hắn, thậm chí còn không thèm gặp mặt. Ai nha, hôm nay thật sự là quá sức xui xẻo. Hắn không thể không quay đầu ngựa, lại hướng bên trái mà đi, trở về Yến Vương Phủ.
Vừa mới mở cửa, xe ngựa của Vĩnh Ninh công chúa cũng vừa mới về tới. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng. Người còn trở về đây làm gì? Vĩnh Ninh vẻ mặt hổ thẹn nói. Phu quân, ta có lời muốn nói với ngươi. Nguyên Dục mắt lạnh nhìn nàng hừ một tiếng nói. Nếu ngươi đã muốn giúp Lý Vị Ương kia che đậy, còn có cái gì cần nói với ta sao? Vĩnh Ninh công chúa thở dài một tiếng nói. Ta cũng không muốn như vậy. Chẳng qua là vì khi đó giúp ngươi, ta đã từng hãm hại nàng ta. Sau đó vì cứu ngươi, ta đã đồng ý một điều kiện với nàng. Ngươi còn nhớ không? Lúc ấy ngươi... Cầm mồm! Nguyên Dục lập tức nhớ lại chuyện bị Lý Vị Ương nhục nhã trước đây. Khuôn mặt tuấn tú giống như nữ tử của hắn trở nên giận dữ. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta là nói... Ta đã từng hứa hẹn với nàng ta. Hơn nữa đã thề với trời. Lúc nào nàng cần tới, ta nhất định sẽ giúp nàng. Hôm nay ta chính là thực hiện lời hứa của mình. Phu quân, ta thật không phải là muốn chọc ngươi tức giận, cũng không phải là muốn phản bội ngươi. Ta lúc đầu ưng thuận lời hứa cũng là vì ngươi. Hơn nữa Lý Vị Ương kia còn buộc ta thề với trời, nếu làm trái lời thề sẽ làm chúng ta phu thê ly tán, cho nên ta mới làm như vậy. Nói cho cùng, ta còn không phải vì tình nghĩa phu thê của chúng ta hay sao? Vĩnh Ninh đôi mắt đẫm lệ nhòa nói. Nguyên Dũng đối với nàng giờ này thập phần chán ghét, căn bản là không hề để ý tới. Hắn xoay người muốn rời đi, Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên kéo tay áo hắn lại, tiếng buồn bã nói. Ta biết rõ, ngươi không muốn trông thấy ta, nhưng nếu ta đem cô nương ngươi thích tới bên cạnh ngươi, có phải hay không ngươi sẽ chịu tha thứ cho ta? Nguyên Dũng giật mình, nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh nói. Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Vĩnh Ninh công chúa lắp bắp nhìn hắn nói. Ta đã lấy danh nghĩa của mình để thỉnh Xuất Vân tiểu thư đến biểu diễn, chính là hy vọng ngươi đừng oán trách ta nữa, nếu không thì cuộc sống của ta sau này thật sự sẽ rất khó ăn. Nguyên Dục nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn tìm trong ánh mắt nàng một tia khả nghi, thậm chí hắn từng nghi ngờ rằng Vĩnh Ninh công chúa là cấu kết cùng Lý Vị Ương hãm hại mình, nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy nàng sẽ không làm như vậy. Vĩnh Ninh là một nữ nhân vụng về, làm sao lại từ chối cơ hội thân cận định bỡ hắn chứ? Hơn nữa, nàng là một người thập phần có trọng lời hứa, dựa theo những gì nàng nói, trợ giúp cho Lý Vị Ương là vì thực hiện lời thề kia. Như vậy hết thảy đều có thể thông suốt. Nói cho cùng, Nguyên Dục cũng là quá mức tự tin. Hắn không biết một nữ nhân sau khi nhận lấy phản bội thì sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Từ đầu đến cuối, hắn đối với mị lực của bản thân vẫn tuyệt đối tin tưởng. Còn về phần Lý Vị Ương không bị hắn mê hoặc, căn bản không thể xem nàng như nữ nhân bình thường. Hắn khẽ mỉm cười nói, tất cả những điều ngươi nói đều là thật. Vĩnh Ninh công chúa vội vàng nói, là thật, nhưng chàng phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không được đem Xuất Vân tiểu thư kia lấy về nhà. Chàng đã nói, chàng cùng các nàng ấy đều là gặp dịp thì chơi, trong lòng chàng coi trọng nhất chỉ có mỗi mình ta. Xem một bộ dạng thấp thỏm của Vĩnh Ninh, Nguyên Dục cuối cùng cũng yên lòng nói, tốt. Người hẹn tại nơi nào? Vĩnh Ninh công chúa phảng phất bộ dáng thở phào nhẹ nhõm nói, chính là khuya hôm nay trên Kim Hà. Kim Hà đi ngang qua đại đô, mỗi tối đều trải rộng thuyền hoa, rất nhiều quan lại quyền quý thích bày tiệc rượu trên đó, sau đó sẽ mời những ca cơ vũ nữ xinh đẹp thâu đêm suốt sáng ăn chơi tiệc rượu. Nếu như Lý Vị Ương thật sự có âm mưu gì, tuyệt đối sẽ không chọn một nơi náo nhiệt như vậy mà ra tay. Một địa điểm như vậy, quả thực là nằm toàn bộ dưới mí mắt của quan lại kiền quý. Nguyên Dục bỗng cười rộ lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, đây chính là Vĩnh Ninh công chúa vì muốn định đoạt hắn mà làm ra. Buổi tối hôm đó, hắn không thể chờ đợi được nữa, mà dắt hộ vệ chạy tới Kim Hà. Tới lúc đến bên bờ, đã phát hiện trên sông bao phủ bởi rất nhiều đèn dầu. Từ bên bờ vẫn có thể thấy được trên mặt sông ba quang mênh mông, cực kỳ xa hoa. Trên mặt hồ neo thả một mảnh dài hẹp, toàn thuyền hoa xa hoa đắt giá. Tất cả đều đã treo đèn lồng trên cao, cười nói rộn rã. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện có một chiếc thuyền trên mặt không có đèn lồng. Dựa theo lệ cũ, điều này chứng tỏ rằng chủ nhân còn chưa tới. Đứng trên bờ, cũng thấy được một cô nương trẻ tuổi mỹ mạo đang buông mảnh che khoang thuyền. Không phải Xuất Vân thì còn là ai đây? Hắn cười lạnh một tiếng, nhảy lên thuyền hoa. Lúc này, bên cây liễu xa xa xuất hiện một cỗ kiệu, trông có vẻ tầm thường. Triệu Nguyệt khẽ giọng mà nói, tiểu thư, đã đến rồi. Lý Vị Ương nhìn xuyên qua tấm rèm trên kiệu, chiếc thuyền lớn kia thực hết sức xa hoa. Trên tầng là đại sảnh rộng lớn sáng sủa, phía dưới là phong bế chiếm giữ.
Nàng vừa vặn trông thấy Nguyên Dục đứng ở trên mạn thuyền, khom người đi vào bên trong. Thấy một màn như vậy, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Triệu Nguyệt kỳ quái nói, tiểu thư, xuất vân cô nương đó thật sự ở bên trong ư? Lý Vị Ương gật đầu nói, đúng vậy, nàng ta xác thực là ở trên thuyền. Triệu Nguyệt khó hiểu, tiểu thư, người thật sự muốn thay Yến Vương kia giật dây bắc cầu sao? Cái gì thật hay giả? Lý Vị Ương bật cười nói, nhìn ngươi như thế nào lý giải kìa, ta nói cho ngươi biết, chỉ sợ hắn muốn bắc cầu thông xuống địa ngục thôi. Triệu Nguyệt càng thêm giật mình nói, nô tỳ thật sự không hiểu. Lý Vị Ương nhìn qua thuyền hoa kia, chỉ là khóe môi hơi nhấc lên. Yến Vương kia đi vào cũng không lâu lắm, tựa hồ cùng với người ở bên trong xảy ra xung đột, hộ vệ của hắn đang đuổi hết những người trong thuyền ra, xuất vân lại là muốn đuổi bọn họ rời đi, hai phe dây dưa đến cùng, trên thuyền ánh đèn lắc lư. Lý Vị Ương nhẹ giọng mà nói, Nguyên Dục luôn cho rằng mình hiểu rõ nữ nhân, nhưng cũng không phải tất cả nữ nhân đều có thể mặc cho hắn làm vậy. Tỷ như ta, tỷ như Vĩnh Ninh công chúa đã từng trải qua tổn thương, lại tỷ như là xuất vân. Triệu Nguyệt hiếu kỳ nói, xuất vân này nàng có gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ nàng chính là thanh quan bán nghệ không bán thân? Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn nói, đột nhiên lại bị một người khác cản lời. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Dưới ánh trăng đêm, Nguyên Liễn chia hoa rẽ liễu mà tới. Ánh trăng trên cẩm vào chảy nhẹ như mây, quang ảnh lưu động. Lý Vị Ương nhìn hắn một cái, xiêm y của hắn hiển nhiên cực kỳ được chăm chút. Ngay cả giác nút áo đều là dùng ngọc thạch mài thành, so với ban ngày còn long trọng hơn vài phần. Nàng không khỏi bất giác, bật cười. Nguyên Liệt không có chút phật lòng, nụ cười so với ánh trăng kia còn muốn sáng hơn ba phần. Dựa tiến lên nói, ta mặc như vậy có phải rất đẹp mắt hay không? Lý Vị Ương bật cười, người kia chính là vì tới gặp mình mà cố ý ăn mặc tỉ mỉ như vậy sao? Thật sự là ngốc nghếch. Nàng lại thấy mặt hắn chính là tràn đầy mong đợi nhìn mình, trong con người lòe lòe tỏa sáng, gật đầu cười nói, là rất đẹp mắt. Nguyên Liệt lúc này mới vừa lòng thỏa mãn, quay đầu về phía con thuyền hoa, đoạn nói tiếp, những cô gái thanh lâu đại đa số đều giống nhau, chỉ cần xuất ra được bảng giá, liền có thể trở thành khách quý của nàng ta, bao gồm cả những cô gái gọi là thanh quan nhi, chẳng qua chỉ là mua danh chuột tiếng, nâng giá trị bản thân lên mà thôi. Nhưng xuất vân là một ngoại lệ, nàng ta tuy rằng cũng xuất thân thanh lâu, muốn gặp nàng đương nhiên là hao phí thiên kim, nhưng ngươi nếu là người nàng nhìn không vừa mắt thì dù có là vạn kim cũng khó có thể nhìn thấy nàng một lần. Từng có cháu nội của Lỗ Quốc Công Hồ Thành dùng vô số vàng bạc đòi gặp xuất vân, buổi tối hôm đó còn muốn ngủ lại, ai ngờ xuất vân lại vô cùng chán ghét hắn, không chút lưu tình mà đuổi hắn đi. Sau đó hắn nghĩ hết cách dùng cả quyền thế bức bách, thế nhưng xuất vân kia lại không thèm để ý chút nào. Hơn nữa theo đuổi nàng phần lớn cũng đều là quan lại quyền quý, cuối cùng cũng chỉ có thế mà thôi. Cho nên Yến Vương hôm nay chỉ sợ là muốn rước lấy họa sát thân rồi. Nguyên Liệt nụ cười trên mặt mang theo một tia danh mãnh. Lý Vị Ương nhìn xem hắn, trong lòng nghĩ đến cũng là hắn không hề thích những loại tin phố phường đồn đại như thế này, càng không thể đi tẩn lâu sở quán. Sở dĩ lưu ý như vậy chính là vì kế mẫu trên danh nghĩa kia của hắn, Húc Vương Phi. Trước đây Húc Vương Phi chính là xuất thân Hồ Phủ, là trưởng nữ của Lỗ Quốc Công Hồ Khang, cũng là tỷ tỷ của Hồ Thuận Phi kia. Gia đình này quả thực không hề đơn giản. Cái vị trí Húc Vương kia của Nguyên Liệt chỉ sợ cũng là ngồi không yên. Tiểu thư là muốn nhục nhã Yến Vương sao? Triệu Nguyệt dù sao cũng không phải hai người bọn họ, tâm tư cũng không được tinh tế như vậy. Nguyên Liệt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Vị Ương nói, nàng ấy sẽ không làm ra cái chuyện như vậy đâu. Đang lúc nói chuyện, bọn họ chỉ nghe thấy trên sông kinh hô một tiếng, sau đó một người rơi xuống nước, sau đó là vô số người sợ hãi kêu lên, Yến Vương Điện Hạ rơi xuống nước! Lập tức liền có hộ vệ nhảy xuống tìm kiếm Nguyên Dục, trên mặt sông văng lên rất nhiều bọt nước. Lý Vị Ương nheo mắt nhìn xem một màn này, trên mặt từ từ trở nên trào phúng, không xong rồi, không xong rồi, không tìm được Yến Vương. Thật lâu trong nước có người nhô đầu lên, lớn tiếng hô, lại liên tiếp có mười mấy người lao xuống nước. Bọn họ bốn phía tìm kiếm Nguyên Dục nhưng đều không thu được kết quả gì. Những hộ vệ kia vẻ mặt đều sợ ngây dại, tại sao có thể như vậy được? Một người sống như vậy rơi xuống nước xong lại mất tích, điều này sao có thể? Triệu Nguyệt lúc này mới tỉnh ngộ lại, tiểu thư, người đây là... trong nước có vật gì đó sao? Không, hay là người nào? Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn qua nàng nói, tốt lắm,
Kế tiếp là đến phiên Vĩnh Ninh công chúa. Lý Vị Ương nói xong câu đó, không đến nửa canh giờ, đã thấy kiệu của Vĩnh Ninh công chúa dừng ở bên sông. Theo sau đó, Vĩnh Ninh một thân hoa phục khóc đến thiên hồn địa ám, gục ở bên bờ. Ôi điện hạ, ngài như vậy là làm sao đây? Làm sao có thể đột nhiên rơi xuống nước? Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô, đủ thứ thanh âm thỉnh tội lẫn lộn, vô số thuyền hoa quan lại, quyền quý, dừng ăn uống tiệc rượu, giật mình nhìn xem một màn này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Yến Vương Điện Hạ đột nhiên rơi xuống nước rồi mất tích. Điều này làm sao có thể? 3 ngày sau, Hạ Du Kim Hà vớt lên một thi thể nam nhân, trên người mặc quần áo cùng đặc thù, cơ bản so với Yến Vương Nguyên Dục đều trùng khớp. Chính là gương mặt đã sớm bị úng nước biến dạng, căn bản không nhìn ra dung mạo. Vĩnh Ninh công chúa sướt mướt khóc, đem sự tình bẩm báo Việt Tây Hoàng đế cùng Bùi Hoàng hậu. Theo sau là một hồi khóc không ra nước mắt vì lại làm quả phụ. Bùi Hoàng hậu tức giận, hạ lệnh tra xét rõ việc này. Kết quả phát hiện ra Yến Vương Nguyên Dục là vì đùa giỡn, kỹ nghệ mới rơi xuống nước. Hơn nữa việc này vô số quan lại quyền quý đều tận mắt nhìn thấy. Lần này cái chết của Yến Vương hết sức rõ ràng, lại vô cùng mất mặt xấu hổ. Dù sao tại yến hội của Quách gia, hành vi của Nguyên Dục tất cả mọi người đều nhìn thấy. Buổi tối này lại chạy đến tìm nàng ta, quả thực là rất thuận lý thành chương. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Bùi hậu sẽ giết kỹ nghệ kia, thế nhưng lại rất kỳ quái là vị xuất phân này đã mai danh ẩn tích ở đại đô, cơ hồ sao mới có người truyền xa. Xuất phân chính là ca kỹ của Ung Văn Thái tử Nguyên Dận. Bởi vì như vậy, chuyện này lại càng trở nên khó bề phân biệt. Chương 181: Nợ máu trả bằng máu. Nguyên Dục lúc đó chỉ là nhất thời tức giận, liền sai người đập phá tất cả thuyền hoa. Ai ngờ phía trên thuyền hoa đã sớm an bài hộ vệ, không hề hợp lý, thế nhưng những người đó lại nghe theo mệnh lệnh của Xuất Vân mà động thủ với hắn. Việc này quả thực là khó bề tưởng tượng. Lúc xung đột đương hồi kịch liệt, bỗng nhiên sau gáy hắn bị người ta đánh một cái thật mạnh rơi xuống nước. Hắn ở dưới sông đã uống rất nhiều nước, vốn là cả người sẽ phải nổi lên, nhưng không biết thế nào mà lại bị hai bàn tay lạnh băng kéo mạnh xuống dưới. Hắn liều mạng dãy giụa, trước mắt rất nhanh chỉ còn một mảng tối đen. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình đang bị giam ở trong một cái nhà lao. Hơn nữa mặc kệ hắn chửi bới cầu khẩn như thế nào, đều không có bất cứ người nào trả lời hắn. Đầu tiên hắn cho rằng người bắt cóc hắn rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng sau đó mới phát hiện rằng hắn dường như là đã bị mọi người quên lãng đi. Mỗi ngày vào giờ cố định đều có một lão nhân cầm điếc trông coi đưa tới một chén nước trong, phải dựa vào chén nước này hắn mới có thể sống quá vài ngày. Chung quanh nơi này yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Thanh sắc huyền mã cùng cẩm y ngọc thực ngày ngày hắn hưởng thụ từng màn hiện lên trong đầu. Nhưng vừa mở mắt, trước mắt hắn lại là một bức tường lạnh như băng. Hắn bi thương phát hiện ra rằng mình chính là đang đi tới cận kề cái chết. Không biết là đã qua bao nhiêu ngày sau, cả nhà giam lần đầu mới sáng lên một cây đuốc. Ngay sau đó có tiếng bước chân trên bậc thang vang lên. Sau đó Nguyên Dục mở mắt ra, nhìn thấy một đôi giày thêu khảm nam chân châu, dường như không hề bị nhiễm bẩn bởi trần thế. Tầm mắt của hắn từ từ di chuyển lên trên, một bộ xiêm y màu lam nhạt, một cái cổ trắng nõa, cuối cùng chính là một đôi mắt sâu như miệng giếng cổ. Cả đời này hắn đều sẽ không bao giờ quên được đôi mắt này. Quả nhiên là ngươi. Nguyên Dục mở miệng, lúc này hắn cũng mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn thật đáng sợ. Hắn sớm nên nghĩ tới, Lý Vị Ương đã thiết kế hãm hại người của hắn. Đúng vậy, hắn đã uy hiếp an toàn của nàng, biết rõ quá khứ của nàng, nàng làm sao có thể bỏ qua cho hắn đây? Trước đó ở trong yến hội, nàng làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, căn bản chính là ở chỗ này chờ hắn hành động. Lý Vị Ương cười cười nói, thế nào, nhìn thấy ta không vui sao? À, ta hiểu rồi, có lẽ Yến Vương Điện Hạ không thích nơi này. Nàng vừa nói như vậy, Nguyên Dục mới lần đầu tiên nhìn thật rõ nơi mình lâu nay đang ở. Đây là một nhà lao rất trống trải, nơi nơi âm u ẩm ướt, bên ngoài treo đầy hình cụ, mặt trên loang lộ vết máu, trong không khí xộc lên mùi mốc meo cùng tanh hôi, làm người ta khó có thể chịu được. Khi hắn chưa nhìn thấy, chưa cảm thấy hoàn cảnh này đáng sợ tới cỡ nào, nhưng hiện tại đã nhìn rõ ràng mọi thứ, càng phát ra cảm giác sợ hãi nổi cả da gà.
Ngay sau đó hắn đột nhiên ý thức được đây là nơi nào. Sau đó hắn giận dữ nói, người điên rồi sao? Ông trời ơi, hắn lại bị nhốt ở địa lao vương phủ. Mấy ngày qua, hắn căn bản cũng không ý thức được việc này. Ai sẽ nghĩ tới đây là chỗ nhốt hắn chứ? Điều này sao có thể? Lý Vị Ương này quả thực điên rồi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười rộ lên chậm rãi nói, Yến Vương Điện Hạ, nơi này chính là một tay ngươi sáng tạo nên. Hiện tại lại dùng để giam giữ chính ngươi, thật sự là có ý tứ phải không? Nguyên Dục lao lên phía trước, bắt lấy hàng song sắt lạnh ngắt. Thả ta ra ngay! Ngươi dám giam giữ ta, ngươi cũng biết sẽ bị xử lý như thế nào chứ? Ngươi sẽ bị xử tử, có nghe thấy không? Lý Vị Ương, ngươi thật sự điên rồi sao? Lý Vị Ương thở dài, Nguyên Dục lúc trước xây dựng địa lao này là dùng giam giữ những người dám cả gan phản kháng hắn, hay nói đúng hơn là thay Bùi Hoàng Hậu bí mật trừ bỏ đám người không muốn nhìn thấy mắt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ có ngày trở thành người bị thẩm lý và phán quyết, lại bị nhốt trong chính nơi đây. Nhân sinh thật sự là một hồi tuyệt diệu đầy châm chọc, không phải sao? Nàng nhìn Nguyên Dục, khuôn mặt vốn so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần, đã thấy một sự biến đổi cực lớn. Trông già đã vô cùng gầy gò, quần áo rách nát, hơi thở suy yếu, khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy sụp tinh thần. Quan trọng hơn là, bởi vì đã quá mức sợ hãi, trong ánh mắt hắn, hào quang đều đã bị mài phẳng. So với cái dáng vẻ Yến Vương anh tuấn tiêu sái trước đây, quả thực là như một người hoàn toàn khác. Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh của một nữ nhân khác vang lên. Nguyên Dục, người đem nhốt ngươi ở tại nơi này chính là ta. Trong ánh lửa lay động bên dưới, Vĩnh Ninh công chúa từ một bên bước ra, trên mặt nàng mang theo một tia đắc thắng mà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Nguyên Dục đang phải chịu khổ sở. Nguyên Dục giận dữ nói, Vĩnh Ninh, ngươi phản bội ta. Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng nói, ta một lòng gả cho ngươi, theo chân ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới Việt Tây này, ngươi đã hồi báo ta như thế nào đây? Ngươi chẳng những làm nhục nữ quan của ta, thậm chí còn hại ta sinh non. Như vậy còn chưa đủ, ngươi còn xui khiến những ả trác phi kia gây khó xử với ta, làm cho ta phải tránh tại Amnico. Ngươi nói, ta làm sao bỏ qua cho ngươi đây? Nàng đường đường là công chúa của một nước, trên người chảy dòng máu cao quý. Nàng có thể chấp nhận những thương tổn, nhưng không thể chấp nhận được người khác lừa dối, vũ nhục nàng. Nguyên Dục một lần, hai lần tính kế, lừa gạt nàng, đem nàng trở thành một kẻ ngốc mà đùa giỡn xoay vòng. Nàng làm sao có thể buông tha cho hắn? Nguyên Dục không dám tin nhìn Vĩnh Ninh. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải nổi. Vĩnh Ninh công chúa như vậy thực sự đã phản bội hắn. Nàng ta rõ ràng chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn, tùy ý hắn bóp méo nắn tròn trong lòng bàn tay. Tại sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này đây? Hắn tâm niệm nhanh chóng, quay ngược trở lại. Sắc mặt biến đổi cực lớn, gục ở bên cạnh song cửa. Trong ánh mắt hắn bỗng tràn đầy nước mắt. Vĩnh Ninh, nàng hãy cứu ta. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Nàng tha thứ cho ta đi. Từ nay về sau ta nhất định sẽ không bao giờ chọc giận nàng nữa. Nàng muốn ta như thế nào ta sẽ làm như thế. Ta có thể vì nàng mà đuổi tất cả những thị thiếp cùng trắc phi kia đi. Về sau tuyệt đối sẽ không lại gần tất cả những nữ nhân khác ngoài nàng. Nàng hãy nói với Lý Vị Ương, bỏ qua cho ta đi. Vĩnh Ninh chấn động, nàng không thể nghĩ tới, hắn nói khóc liền khóc, không chút nào cảm thấy mất mặt như vậy. Lý Vị Ương thở dài nói, Yến Vương Điện Hạ, ngươi diễn trò công phu thật sự là rất tốt. Nguyên Dục đột nhiên biến sắc lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, đều là ngươi lừa gạt Vĩnh Ninh. Là ngươi phá hư tình cảm phu thê chúng ta. Chính là ngươi đã mưu kế hết thảy. Nói xong hắn lại quay đầu hướng Vĩnh Ninh công chúa, khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn. Vĩnh Ninh, làm sao nàng lại đi tin lời ngoại nhân mà đến hại ta? Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Chúng ta chính là một đôi phu thê. Chẳng lẽ nàng cam tâm muốn tiếp tục làm quả phụ một lần nữa sao? Lý Vị Ương nở một nụ cười khe khẽ nói, Yến Vương Điện Hạ, Vĩnh Ninh công chúa đã làm một quả phụ lần thứ hai rồi. Chẳng lẽ ngươi ở trong địa lao không nghe thấy bên ngoài đang mở tang sự hay sao? Yến Vương Nguyên Dục sắc mặt trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, lại nhìn qua khuôn mặt chưa từng động dung của Vĩnh Ninh công chúa. Hắn thực sự đã hiểu một chút ý tứ của đối phương, đã làm quả phụ lần thứ hai. Lời này ý là rất nhanh, trên mặt hắn trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Các người dám làm như vậy sao? Nguyên Dục chỉ tay vào hai người họ, hoảng sợ nói không ra lời. Lý Vị Ương cười như không cười nhìn hắn. Như thế nào? Điện hạ sợ sao? Nguyên Dục khuôn mặt bấy giờ hoàn toàn vặn vẹo. Bọn họ dám bịa đặt tin hắn đã chết.
Cũng có nghĩa là bọn họ tin rằng hắn không có biện pháp nào còn sống mà nhìn thấy Thái Dương. Trên đời này, từ giờ về sau, không bao giờ có Yến Vương Nguyên Dục này nữa. Hắn mở lớn miệng, muốn nói lại thôi. Lý Vị Ương biết hắn muốn hỏi cái gì, vì thế nói. Yến Vương Điện Hạ mất tích ở dưới nước 3 ngày, liền sau đó có người ở trên sông tìm thấy thi thể. Nguyên Dục lẩm bẩm, nhưng mà ta vẫn còn sống. Đúng vậy, ngươi còn sống, chỉ là ở đại đô này, mọi người đều nhận định là ngươi đã chết. Hơn nữa toàn thân bị ngấm nước, không thể nào nhận ra bộ dạng được nữa. Lý Vị Ương nhẹ nhàng khéo léo nói, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Nguyên Dục thân thể thực sự chấn động, nhưng dường như hắn không thể nào chấp nhận được sự thật đó, gương mặt trở nên một mảnh tro tàn. Bùi Hoàng hậu sẽ không tin điều đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, không, hoàng thượng tin tưởng Yến Vương Điện Hạ ái mộ Xuất Vân kia như vậy, lại không biết người thực sự đứng sau nàng là ai sao? Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, mơ hồ nhận ra một điều gì đó không hợp lý. Rất nhiều manh mối hiện lên trong đầu hắn. Xác thực Xuất Vân ấy rõ ràng đang ở đó chờ người tới, nhưng lại không phải là đang đợi hắn. Như vậy Lý Vị Ương biết chính là điểm này mới cố ý nói Vĩnh Ninh công chúa lấy cớ hẹn hắn đi ra ngoài, mượn cơ hội mà khởi tạo mâu thuẫn. Nhưng Xuất Vân kia bất quá chỉ là một ca cơ nho nhỏ, ngay cả khi có vô số người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thổi phồng nàng ta, thì nàng ta cũng không có can đảm công khai cự tuyệt hắn. Chứ đừng nói làm cho những hộ vệ kia động thủ. Cái này có thể chứng minh là người đằng sau Xuất Vân kia quyền thế vượt trên cả hắn. Ở đại đô này, người như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Nguyên Dục, phảng phất hảo tâm đề điểm nói, trưởng tử Bùi Hậu, Ung Văn Thái tử Điện Hạ kia chính là Xuất Vân tiểu thư nhập mạc chi tân. Thế nào, Yến Vương Điện Hạ là thân tín của Bùi Hậu, lại không hề biết điều này ư? Nguyên Dục trên mặt bỗng nhiên có sự biến đổi thật lớn. Vừa rồi chỉ còn là cái khiếp sợ thoáng qua, thì tới bây giờ đã thấy rét lạnh thấu xương. Bùi Hoàng hậu kể sau sự cố diễn ra ở Đại Lịch đã không còn trọng dụng hắn. Hơn nữa hắn lại cưới một cô công chúa của Đại Lịch, Bùi hậu tất nhiên là có chỗ không vui. Thái tử Ung Văn vì thế đối với hắn lại càng thêm lạnh nhạt. Nếu Xuất Vân thật sự là tình nhân của thái tử, hắn trước đây nhất định sẽ biết rõ. Thế nhưng bây giờ hắn lại có thể bỏ quên một tin tức trọng yếu như vậy. Vĩnh Ninh công chúa cười lại nói, ngươi không cần quá kinh ngạc như vậy, cũng là vì Xuất Vân kia xuất thân thấp hèn, ngay cả làm hồng nhan tri kỷ của thái tử đều không đúng quy cách, thái tử tự nhiên cũng sẽ không phô trương việc này, càng thêm sẽ không muốn nói một người vô dụng như ngươi biết. Kỳ thật, ngay chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao Lý Vị Ương lại có thể biết được tin tức trọng yếu như thế, nàng quả thực cũng không rõ được. Lý Vị Ương bên môi nở một nụ cười làm mọi người nhìn qua thì nhất thời thấy trong lòng buốt lạnh. Điện hạ, ngươi muốn biết tại sao ta phát hiện ra điều bí mật này không? Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt hắn vô cùng hung ác, phảng phất như muốn xé nàng ra thành trăm mảnh. Lý Vị Ương cười nhạt một tiếng lờ đễnh nói, ngày đó sau khi biểu diễn tại yến hội của ta xong, chính mắt ta đã nhìn thấy trên người Xuất Vân rơi ra một cái túi hương, vốn là một việc rất bình thường. Nhưng nàng có vẻ rất khẩn trương, lập tức đem dấu túi hương đó đi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có đặc biệt lưu ý, cho tới khi nha đầu bên cạnh ta nói rằng trên túi hương của Xuất Vân có thêu một dấu Thái Dương. Ta đột nhiên nhớ tới, dấu này hẳn là thuộc về Hoàng thất Việt Tây. Xuất Vân thêu một cái túi hương đẹp như vậy, tất nhiên là muốn tặng một thành viên nào đó của Hoàng thất. Nhưng nếu là Xuất Vân cùng thành viên Hoàng thất nào đó qua lại với nhau, chẳng qua cũng chỉ truyền ra ngoài là chuyện tình ong bướm, cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng nàng vẫn luôn tự xưng là một thanh quan, chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài tình nhân bí mật của mình. Duy chỉ có một khả năng là thân phận của nàng quá thấp, leo lên trên với đối phương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hắn. Như vậy người này là ai đây? Miêu tả như vậy cũng đủ sinh động không phải sao? Từ lúc Lý Vị Ương đi vào đại đô ngày đầu tiên, nàng đã cẩn thận tìm hiểu những người trong Hoàng thất Việt Tây, cả Bùi Hậu và trưởng tử yêu quý của bà ta, Ung Văn Thái tử. Nếu nói Thái tử Đại Lịch được tất cả mọi người trong Hoàng thất một mực che chở, thì vị Thái tử Việt Tây này lại có một con đường hoàn toàn khác. Bùi Hoàng hậu hết mực cưng chiều mấy người nữ nhi, nhưng đối với Ung Văn Thái tử lại quản giáo hết sức nghiêm khắc.
Ông Văn Thái Tử, từ lúc 5 tuổi theo hoàng đế đi săn, lần đầu tiên bắn ra 5 mũi tên trúng một con diều hâu và 4 con thỏ, trong khi những hài nhi khác ở độ tuổi này, thậm chí ngay cả cung tên, còn chưa kể kéo ra. Nếu vẻn vẹn chỉ có như thế, Ung Văn Thái Tử bất quá cũng chỉ là một tên võ miền. Nhưng hắn vừa được 8 tuổi, mặc kệ là kinh, sử, tử hay chư tử bách gia, không gì không giỏi, không gì không biết, chẳng những nói năng ôn nhã trong sáng, càng chăm chỉ, đến người bình thường khó có thể sánh được trình độ của hắn. Tục truyền, hắn thư pháp, bát thể đều tinh thông, như tranh sắt ngân câu, mỹ phải khó có thể hình dung. Không chỉ như vậy, vị thái tử điện hạ này đối với chính bản thân mình còn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, đến thường nhân không thể làm được như vậy. Trong phủ của hắn, ngoại trừ thái tử phi cùng những trắc phi mà hoàng đế ban cho hắn, chưa bao giờ nạp thêm mỹ thiếp, cũng chưa bao giờ để lại bất cứ điểm nhơ nào. Trên đời này hoàn toàn không thể có một người hoàn mỹ. Ung Văn Thái Tử càng biểu hiện là một người hoàn hảo, Lý Vị Ương càng cảm thấy hắn chính là che đậy quá cẩn thận. Bản thân khắc chế được cực điểm, phản nguyện lại càng mãnh liệt. Hắn không thu nạp mỹ thiết, không gần nữ sắc, cũng không phải là vì hắn không thích mỹ nhân, cũng không phải là vì hắn si tình với Thái Tử Phi, mà chính là đối với ngôi vị hoàng đế kia khát vọng đã vượt qua hết thảy. Hoặc có thể nói, hắn bảo vệ đối với hình tượng hoàn mỹ của mình đã đạt tới trình độ gần như vặn vẹo. Mà bấy giờ, trên người Xuất Vân, nàng mơ hồ thấy được manh mối trong đó. Hắn một bên tạo ra hình ảnh chuyên cần chính vụ, không tham nữ sắc, một bên lại qua lại cùng thanh lâu danh kỹ Xuất Vân. Nếu tin này bị truyền ra ngoài, nhiều năm danh dự hắn cố công biểu hiện như vậy đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mọi người đều cảm thấy thái tử này chẳng qua là một ngụy quân tử, vậy là đối với những hành động khác của hắn cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Cho nên, thái tử tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào biết được bí mật này. Nhưng một người làm việc càng bí ẩn lại càng dễ bị người ta phát hiện. Hắn là một người rất thông minh, cho nên những lúc gặp mặt lại chọn một nơi thật đông người. Đến lúc đó hắn chỉ cần cải trang một chút, ai sẽ nghĩ tới người đêm tối nghênh ngang đi trên thuyền Xuất Vân sẽ là người từ trước tới nay không hề giao du với Tần Lâu Sở Quán, Ung Văn Thái Tử đấy. Nguyên nhân là như thế, Bùi Hoàng Hậu phải bảo vệ con trai yêu quý của mình, đương nhiên sẽ không cho phép sinh ra tin đồn. Cho nên nàng biết được Nguyên Dục chết trên thuyền với Xuất Vân kia có liên quan đến nhau, lập tức sẽ điều tra Xuất Vân, không thể không phát hiện ra mối liên hệ giữa nàng và Ung Văn Thái Tử. Cứ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Xuất Vân kia xuất hiện trước mặt người khác. Cũng chính là Xuất Vân ngay sau đó liền mai danh ẩn tích, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên không thể loại trừ một khả năng, Ung Văn che giấu hành vi của mình, lặng lẽ đưa Xuất Vân rời khỏi đại đô, thoát khỏi mí mắt Bùi Hoàng Hậu. Mặc kệ là loại nào, Xuất Vân đều sẽ không thể xuất hiện trước công chúng được nữa, càng thêm không thể để chuyện khác phát sinh. Lý Vị Ương, ngươi chính là từ lúc bắt đầu đã biết được Xuất Vân cùng Thái Tử có quan hệ với nhau, hơn nữa là cố ý gài bẫy ta vào trong ván cờ này, bởi vì ngươi biết rõ Thái Hậu vì che chở bí mật của Thái Tử sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Lý Vị Ương thản nhiên nói, quả nhiên không sai, Nguyên Dục phải chết cho dù là vì danh dự của Thái Tử. Nguyên Dục uể oải lùi xuống, hồi lâu tự lẩm bẩm, người quả nhiên là một nữ nhân tâm địa cay độc. Hắn một điểm cũng không hề sai. Lý Vị Ương mỉm cười. Ai? Ngươi nói chính là Tưởng Nam đó sao? Nguyên Dục ngẩng đầu mạnh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cũng biết hắn đang ở đại đô. Lý Vị Ương ánh mắt trở nên không có lấy một tia tình cảm. Đúng vậy, ta chính mắt thấy hắn xuất hiện bên cạnh ngươi, Yến Vương. Các ngươi thật là làm chuyện tốt. Nguyên Dục cả kinh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vị Ương cười phủi phủi tay áo chậm rãi nói. Các ngươi giết mẫu thân ta, giết tổ mẫu, giết tâm phúc của ta. Những việc này ngươi đã quên rồi hay sao? Nguyên Dục hắc hắc cười một tiếng nói. Ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Những người nhà ngươi thì liên quan gì đến ta? Ta khi đó đang ở Việt Tây. Khi đó, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Lại nói hắn căn bản sớm biết người Lý gia khi nào thì bị hại. Lý Vị Ương cười lại một tiếng nói. Đúng vậy, ngươi lúc đó đang ở Việt Tây, có thể chuyện này, ngươi, Tưởng Nam, Bùi Hoàng Hậu, Nhất Điện đều là người chứng kiến, ngươi đã tham dự vào, mặc dù không phải là chủ mưu thì cũng chính là đồng lõa. Nguyên Dục nhìn khuôn mặt của Lý Vị Ương, trong lòng sự kinh hãi ngày càng lớn thêm, biến thành một cái lỗ đen thật lớn nuốt trôi hết dũng khí của hắn. Hắn hy vọng cũng còn một chút tôn nghiêm cuối cùng, cho dù là chết cũng chịu ít nhục nhã. Nhưng là đối mặt với Lý Vị Ương,
Hắn căn bản là muốn chết cũng không dám nói nên lời. Hắn càng nói là muốn chết, người kia sẽ càng không để cho hắn chết. Điểm này, lòng hắn vẫn là thực sự hiểu được, bởi vì Lý Vị Ương là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho hắn. Lý Vị Ương nhìn hắn hoảng sợ ngân nga nói, Ôn Tiểu Lâu, ngươi nói nên xử trí hắn như thế nào đây? Trong bóng tối, một nam nhân trẻ tuổi tuấn Mỹ bước ra, hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng giam Nguyên Dục, trên mặt mang theo một nụ cười lãnh khốc. Hắn đối với Tiểu Man đã làm ra những hành vi khiến người ta giận sôi. Ta nghĩ đương nhiên là càng chết thảm thiết thì càng phù hợp với hắn. Nguyên Dục khiếp sợ nhìn Ôn Tiểu Lâu. Lý Vị Ương lắc đầu nói, Nguyên Dục, ngươi sợ là không biết vị công tử này rồi. Tối hôm đó chính là hắn đã kéo ngươi lên bờ. Nguyên Dục nét mặt đầy hoảng sợ. Nói như vậy, đôi bàn tay lạnh giá kia chính là nam tử này. Nguyên Dục, người chính là lúc sai khiến mấy tên xúc sinh làm hại Tiểu Man, cũng không nghĩ tới lúc chính mình lưu lạc tới một bước đường ngày hôm nay. Mặc người chém giết hay sao? Ôn Tiểu Lâu nhích tới gần song cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Dục. Nguyên Dục vô thức lùi về đằng sau một bước, sau đó hắn quay mặt sang một hướng khác, hướng Vĩnh Ninh công chúa mà đưa tay ra. Vĩnh Ninh, tha cho ta! Ta van xin nàng, tha cho ta đi, ta ngàn vạn lần không dám nữa. Tay của hắn liều mạng vươn ra, cơ hồ nghĩ rằng phải bắt được mắt cá chân của Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh ngày thường búi tóc bằng một chiếc châm tinh xảo, lúc này có phần hơi tán loạn. Mái tóc đen của nàng phản phất bay trên khuôn mặt không huyết sắc, dường như là một đóa hoa điêu linh. Nàng hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm lui lại đằng sau một bước. Nhưng lúc này, tay Nguyên Dục lại đột nhiên bị giẫm lên. Hắn kêu lên một tiếng thất thanh, Ôn Tiểu Lâu dùng như toàn bộ khí lực trong phòng giam yên ắng, dường như nghe thấy cả âm thanh của tiếng xương khớp vỡ vụn. Nguyên Dục đau đến toàn tâm, cuối cùng lại nhớ ra Tiểu Man là ai. Hắn nổi giận, mắng. Nữ nhân kia bất quá, chẳng qua chỉ là một con hát hạ lưu. Lý Vị Ương, ngươi thật sự muốn giết ta vì nàng sao? Một con hát thì tính là cái gì? Một kẻ tiện nhân, tiện nhân! Trong miệng hắn tức giận, mắng nhiếc không dừng. Trong địa lao đặc biệt rõ ràng, Ôn Tiểu Lâu giận đến mức toàn thân phát run. Hầu như hận không thể một kiếm giết chết Nguyên Dục. Đúng lúc này Lý Vị Ương lại ngăn cản hắn. Ôn Tiểu Lâu quay đầu, người muốn thả hắn sao? Lý Vị Ương thở một hơi dài thoáng như mây khói. Người thiếu chút nữa thì trúng kế của hắn rồi, lại còn chưa tỉnh lại không biết hay sao? Ôn Tiểu Lâu sững sờ, sau đó nhìn về phía Nguyên Dục đã thấy trên mặt hắn xẹt qua một tia gần như là tuyệt vọng. Nếu là vừa rồi Lý Vị Ương không ngăn cản Ôn Tiểu Lâu, hiện tại hắn đã không cần gặp phải loại sợ hãi như thế này. Ôn Tiểu Lâu đột nhiên hiểu rõ, Nguyên Dục vừa rồi là có ý định chọc giận hắn, muốn nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng. Hắn cắn răng. Trước khi chết, Tiểu Man đã phải chịu đựng nhiều sự hành hạ như vậy, hắn lại nghĩ tới được chết một cách thống khoái. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn cười lại một tiếng nói, Nguyên Dục, lột da, nịch sát, túi phát, ngũ mã phanh thây, chém eo, phanh nâu, ngươi thích cái nào đây? Hay là mỗi loại chúng ta đều thử một lần? Nguyên Dục sợ hãi nhìn bọn họ chằm chằm hét to, Vĩnh Ninh, nàng trơ mắt nhìn ta chết như vậy sao? Vĩnh Ninh công chúa quay mặt đi chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói, hết thảy đều là do ngươi gieo gió gặt bão, cùng người vô ưu. Lý Vị Ương khẽ cười nói, thế nào, Ôn công tử suy nghĩ lâu như vậy, có nghĩ ra trò vui nào sao? Ôn Tiểu Lâu nhìn về phía Lý Vị Ương đã thấy trong mắt nàng ba quang chớp động, dường như là một vì sao băng xẹt qua trong bầu trời đen tối, như vậy sáng chói quang ảnh. Hắn khẽ mỉm cười nói, kìa dựa vào ý của ngươi là được, nên làm như thế nào đây? 10 ngày sau, xe ngựa Quách phủ tiến vào một khu phố sầm uất. Đây là một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa thoải mái, rèm cửa có 2 bức, đều là loại lụa trong suốt mỏng màng, mà không hề để người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Xe ngựa đang đi ngang qua một đoạn đường qua chợ, bên ngoài người nhìn thấy xe ngựa có Quách gia huy tộc liền cung kính tránh qua một bên. Quách Trừng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, trông thấy Lý Vị Ương nhấc rèm lên không khỏi hơi cúi người cười nói, lập tức đến thư phòng đây, chẳng qua là phải đi mua 2 quyển sách, thuận tiện là giải sầu. Quách phu nhân cũng phải phái con trai cùng hộ vệ tự mình hộ tống, nếu không phải là hắn ngăn cản, bà còn muốn đích thân đi cùng, sợ Lý Vị Ương xảy ra sơ suất gì. Nhìn Quách Trừng khuôn mặt anh tuấn, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu. Quách phu nhân như vậy, ái nữ chi tâm, làm cho nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt. Mà vị tam ca này đây, tựa hồ từ ngày yến hội bắt đầu, đối với nàng hết sức hiếu kỳ, luôn liên tục tìm cớ quan sát nàng.
hiển nhiên đối với nàng chỉ biết rất không yên tâm. Nhưng vào lúc này, trong đám người nổi lên xôn xao, Quách Trừng ghìm chặt ngựa hỏi hộ vệ bên cạnh, phía trước xảy ra chuyện gì? Hộ vệ thúc ngựa tiến lên, chỉ chốc lát sau liền trở lại bẩm báo, tam thiếu gia, đầu đường phía trước đang có người biểu diễn xiếc. À, này chỉ có một đường đi, làm xiếc hơn nữa cũng không có khiến cho một đám đông lớn xôn xao như vậy chứ. Đám người này đều hướng đó mà hăm hăm hở hở chạy tới. Quách Trừng có điểm kinh ngạc, sau đó hắn hỏi, Gia Nhi, đằng trước đang hỗn loạn, muội có muốn đi đường vòng không? Lý Vị Ương nhấc màn xe lên, trên mặt cơ hồ hứng thú. Loạn? Dưới chân thiên tử có thể loạn gì được? Quách Trừng mỉm cười nói, là phía trước có người làm xiếc, hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, lộ qua một chút hàm xúc không rõ, mỉm cười nói, muội thật lâu đã không ra ngoài, cũng không biết bên ngoài lại náo nhiệt như vậy. Lời nói trong đó phảng phất cảm thấy rất hứng thú. Quách Trừng suy nghĩ một chút nói, vậy để cho phu xe ngừng ở phía trước một chút, xem một chút rồi lại đi tiếp. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười nói, vậy đa tạ tam ca. Quách Trừng nhướng mày nhìn nàng, tổng thể cảm thấy như có gì đó không hợp lý. Đám người trước mặt vòng 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, xúm lại cực kỳ đông đúc. Một người có khuôn mặt vô cùng xấu xí đang làm xiếc, trên mặt hắn đầy những vết sẹo, mí mắt cao thấp, mở không ra, không có lỗ tai, khuôn miệng vĩnh viễn không có phương pháp mở ra, khe hẹp, trên cổ hắn là một cái xích sắt thật dài. Hắn tập tễnh di chuyển cặp chân cong, đung đưa đỉnh đầu, tại một cái đầu treo cao chừng 3 thước, làm đủ loại động tác quái dị. Bọn họ nhìn thấy vậy thì đều thích thú kêu lên, những người xem vây quanh cũng cười lớn không ngừng. Cái này làm xiếc thú vị quá đi. Đúng vậy, ngươi xem bộ dáng hắn xấu xí như vậy, còn không có tay đâu. Miệng của hắn cũng thật là đáng sợ, là sẽ không bao giờ có thể nói được nữa. À, ngươi xem, hắn làm động tác cực kỳ quái, giống như là đang kêu cứu vậy. Cái gì mà kêu cứu, hắn vốn là một loại quái vật, bị người thuần thú bắt được trong rừng đem về đây, hình như là một dã nhân. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Đúng lúc này Lý Vị Ương nhìn thấy Ôn Tiểu Lâu, hắn đang đứng ở trong đám đông, nhìn người ở trên giá gỗ cao cao vặn vẹo kêu cứu, trên mặt cười như không cười. Đột nhiên ánh mắt hắn cùng Lý Vị Ương gặp nhau, vì thế hắn hướng nàng gật đầu một cái, tựa như cảm tạ, cuối cùng chính là mỉm cười rồi biến mất trong đám đông. Nghe nói là người thuần thú ở trong rừng cây bắt được một dã nhân, trời sinh không thể nói, không có tay cũng không thể viết. Vì thế người thuần thú kia liền buộc hắn làm các loại động tác, trở thành một quái vật như thế triển lãm, làm xiếc mà sống. Quách Trừng nhìn Lý Vị Ương gò má bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Lý Vị Ương thở dài nói, thật đáng thương. Quách Trừng cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy, rõ ràng là kêu cứu nhưng không ai nghe hiểu. Dù có nghe hiểu thì lại có ai sẽ để ý tới một người không còn giống người, lại giống quái vật như vậy đây. Lúc này người thuần thú đưa tới một cái rổ trước mặt Lý Vị Ương. Nàng nhìn Triệu Nguyệt một cái, hơi gật đầu. Triệu Nguyệt bỏ lại một khối bạc thỏi. Thuần thú nhân lập tức tươi cười rạng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Lý Vị Ương chỉ là bình tĩnh nhìn quái vật trên kỵ kia một lần, từ từ nói, hắn không phải là quái vật, chỉ là một kẻ làm xiếc thôi. Nguyên Dục đã từng nói Tiểu Man chỉ là một cửu lưu nhân hạ tiện. Mà giờ đây, hắn còn bị người đời coi là quái vật làm xiếc, nhất định là sẽ phải nhận đủ mọi chế giễu tra tấn đến hết đời. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia trào phúng, sau đó nàng quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Quách Trừng lại ngẩng đầu, nhìn quái vật trên cao kia ngao ngao kêu cứu một cái, khóe môi khẽ nhếch. Lý Vị Ương này thường ngày đối với cái gì cũng đều không hứng thú, vì sao bỗng nhiên lại dừng lại nơi đây? Chẳng nhẽ người làm xiếc này có gì cổ quái? Nhưng mà hắn thế nào cũng không nhìn ra vấn đề gì cả. Kia chẳng qua chỉ là một thuần thú nhân mang theo một quái vật xấu xí từ rừng tới đây làm xiếc, giống như là một con khỉ làm xiếc vậy. Cảnh tượng như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy được. Hắn không hề nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đuổi theo Lý Vị Ương. Mà giờ phút này cách đó không xa, trên tầng 2 của một tiểu lầu, một nam tử còn trẻ tuổi khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt hắn nguyên là vô tình nhìn qua đám đông, lại đột nhiên phát hiện thấy bóng dáng của Lý Vị Ương vừa mới rời đi. Ánh mắt hắn ngưng động, vẻ khiếp sợ trong con ngươi của hắn chợt lóe qua. Lý Vị Ương, ngươi thế nhưng lại đi tới Việt Tây. Tưởng Nam nắm chặt tay vịn lan can, trên mặt nháy mắt hiện ra một vẻ vô cùng dữ tợn.
Hết chương 181, hết tập 68. Bắt đầu từ tập này trở đi thì Chan lại phải vừa thu âm và vừa edit, vì có vẻ như là bạn editor chính là bạn Thanh Mai đã bỏ dở dang rồi thì phải, bởi vì là về sau này thì câu cú khá là lộn xộn. Nói chung là lại bắt đầu mệt rồi. Thế nhưng mà vì khán giả của kênh thì Chan sẽ lại tiếp tục vượt khó. Ok, vậy là Vĩnh Ninh đã trả thù được mối hận mất con và những tổn thương mà Nguyên Dục đã gây ra cho nàng. Ôn Tiểu Lâu cũng đã trả thù cho Tiểu Man chết thảm. Tưởng Nam lúc này đã phát hiện ra Lý Vị Ương. Tiếp theo lại có phong ba gì nữa thì các bạn nhớ đón nghe tập 69 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.